Trời Châu. Tao vào năm học mới mà không đi học mà lại trốn ở đây chơi điện tử mày, suốt ngày trốn học chơi điện tử mày. Học làm gì, học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mà học nhiều thì ngu. Ôi ông đi mẹ một cái, ông trốn học đi chơi điện tử, ông nói mẹ ông đi về đặt học nhiều như cá kho tiêu cái gì. Coi chứ mày không lo mày đi học tao mét mẹ mét cô mày ăn đấy nhá. Đấy, chơi trò gì đây? Và gọi là thanh niên tuân trẻ trâu cúp học đi chơi điện tử. Sao không chơi quán kia nữa, vẫn này chuyển xuống quán này chơi vậy? Xuống quán này do ai khỏi phát hiện, bố mẹ đâu khỏi phát hiện. À chơi quán kia bị gan nhiều quá, sợ giờ chuyển quán luôn à. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Trường Quân, tên của Dĩ Mở đây. Thì mình vừa mới đi khắp những cái quán nét ở chỗ mình để mình tìm thằng Tuân Trẻ Châu các bạn. Thì mình tình cờ mình phát hiện là thằng Tuân Trẻ Châu nó đã chuyển quán nét rồi. Nó không còn chơi ở quán ở ngoài kia nữa. Bây giờ nó chuyển tới một quán nét khác nó chơi. Thì kiểu như nó chơi ở quán nét cũ hay bị mình chọn với lại hay bị bố mẹ gan đó các bạn. Như bây giờ vào năm học mới nó sợ rồi. Bây giờ nó trốn thì nó chơi cái nét khác nhưng mà vẫn bị mình tìm được. Mày không thoát được tao đâu Tuân Trẻ Châu. Ok thì mình vừa mới nảy ra một ý tưởng là bây giờ nó đi chơi nét mới, mình sẽ chọn nó ở quán nét mới anh em ạ. Đấy anh em thấy không, đấy cái quả này thì thằng Tuân mà khó mà đối được với mình rồi, cho chừa cái tội đi dám cướp học đi chơi điện tử các bạn ạ. Bây giờ mình phải nghĩ kế mình chọn nó. Ok các bạn ạ, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nó, mình sẽ chọc cho nó ức chế lên, ức chế lên cho nó đập bàn phím, nó đập chuột, nó đập màn hình. Thì khi nó đập bể những cái đấy thì mình sẽ chạy ra mình mét chủ nét để cho chủ nét gằn nó các bạn ạ. Đấy được đấy, ok bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống và bắt đầu cho nó các bạn ạ. Ok như vậy là Tuân Trẻ Châu đang chơi đồ cứt các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chọc cho nó tức điên lên để cho nó các bạn ạ. Ui giời, ngu như lợn nhảy vậy ung rớt. Này coi này, ui giời chơi này, ui giời chơi này. Ấy, leo lên trên kia thủ. Ui giời, chưa có zombie cầm súng bắn rồi. Cái đồ như vậy à. Rồi thân nhiên chui chuồng chó không biết chui luôn, ngu thế. Nháo cửa liền, nhấn nút control mới chui xuống chuồng chó được. Rồi thằng này đi lang thang thì bị giòm nó cào sấp mặt lờ này. Ui giời, bắn mày bắn cái gì đây. Này thì ngu này, đấy biết cay mà. Thế nào cũng bị con tơ nó cào cho. Ngu gì mà ngu, mấy giờ mới vô solo ra mà ai thắng. Ui giời. Anh điên tức chế à. Chơi ngu thì tao chửi mày ngu chứ mày chơi khôn ai chửi mày ngu làm gì. Vậy giờ đấy. Tao mới solo, để xem được ai thắng. Mày solo làm gì lại tao. Mày đồ con gà thôi. Thế bây giờ solo. Mày im mẹ mồm đi chơi ngu, cứ chủ cho solo sao lại tao. Không bị cận chết chết. Mẹ mồm đi. Rồi rồi, thân đi tôi chở trong. Bị thằng kia cận chiến chết. Ôi trời ơi, nhục. Nhục quá, nhục luôn. Ở đây đây có thể là đây là gương mặt của Tuân Trẻ Châu khi mà ngồi xem tivi đấy, đấy mặt rất chi là hầm hầm đấy, liếc mình. Chơi ngu thì chịu chứ ức chế cái gì. Đây là coi chuẩn bị van mới nha, coi thử van mới chơi như thế nào đấy. Rồi nha, chạy lên trên đây thẩm du à. Rồi đây mình phóng lại gần màn hình nhá, anh em nhìn Tuân Trẻ Châu chơi game như thế nào nhá, chơi game ngáo cả trưởng ra đấy, bắn đi phao trước luôn rồi ăn quả mù đã thấy gì. Ở đằng kia nó ngồi cho lên kìa, trèo lên ngu thế. ức chế là đi ức chế. Mẹ nó ngu chứ hả? Rồi xong. Mày đập bàn phím hả? Mày đứng im đây, tao ra mét chủ nét.
Ok, nhưng mà tôi chỉ đang có đọc để làm chí mà các bạn ạ. Mình đang mét chủ nét. Mình đang bắt đầu ra mét chủ nét vào găn cho chết chết thằng Tôn Giả Châu luôn. Cái tội đập bàn phím ở con. Ăn ơi, ăn hả? Ăn chủ quán hả? Ăn chủ quán nét này hả? Có, ăn đây hả? Ăn ơi, ăn chủ quán nét phải không anh? Có con cu Trẻ Châu là nó đập máy, nó đập bàn phím, nó pha máy ăn ở bên trong kia kìa. Rồi xong rồi, chúng chủ nét giang hồ rồi, xỏ khuyên tai rồi anh em ơi. Tôi Trẻ Châu rồi, chạy đâu cho phát. Rồi, tôi Trẻ Châu chết rồi. Nghĩ tới tôi là đã thấy sướng rồi. Ê, thằng kia là đúng rồi, thằng đấy nó mới đập bàn phím á. Đúng rồi. Này, này anh nhìn nó đập này này, thấy không? Đấy. Này, nó đập bàn phím này đấy, gãy đôi cái bàn phím này, phím không còn nữa này đấy. Mình chơi nét rồi mình chơi đập phá quán ăn này kìa. Anh lỗi luôn. Lỗi luôn. Chửi lắm rồi hả? Đợt này. Bây giờ mình xin lỗi anh không được. Cái con nét đâu phải con nét qua đâu. Anh tên làm đó. Bây giờ mình đập vậy. Chỗ quán, đủ anh kìa. Nghe được. Bây giờ anh bỏ qua rồi. Mua cái này đi mới anh biết chưa là quấy không quấy không quấy. Anh đâu có tiền mua đâu. Đây em nặng hôm nay em nè. Lỗ được. Bây giờ mình làm sao? Mình tới đây mình chơi mình phá. Tôi chưa có ăn rồi sao không dám nữa. Bây giờ cái bàn phím như vậy rồi sao? À, anh thấy cái này nó phá không này, nó đập rơi cả nút ra này này. Anh thấy không này, nút cắt này đấy. Đấy, đập bàn phím rơi cả nút ra như thế này này. Đấy, mày đi chơi điện tử có giờ mày dám đập như này không? Đập tao luôn á. Đập mày luôn này. Đây này, đây này. Đây là cái bàn phím mà nó đập này, anh em nhìn này. Đấy, ui vô cái bàn phím này. Mày chơi mày phá vậy? À, anh chủ nét xót không à? Xót không? À, nhìn cái bàn phím này. Bàn phím gãy đôi luôn các bạn ạ. Cái nhìn được nhìn thấy vào bên trong luôn này. Wow, lộn mà cái này chắc lộn mà. Dây trà nó không mua luôn rồi. Rồi. Tôi nhìn mặt ăn chủ nét căng quá. Quả này Tân Trẻ Châu thì chạy đâu cho thoát hả con trai. Xong rồi con. Xong rồi rồi. Rồi giờ xử lý sao đây? Chứ tao nhìn là tao nhìn mặt ăn chủ nét căng lắm rồi nhá. Bây giờ mình nhìn cái bàn phím này. Tới đây mình chơi mày phải. Mình nhìn cái bàn phím vậy thì làm sao mình chơi nữa. Xin lỗi mình được. Bây giờ mình đền đi. Các bạn phím mới ra nè. Mới nhỏ chơi dài chắc lớn luôn rồi. Đập quán luôn. Được. Bây giờ có tiền không? Rồi, Tân Trẻ Châu xong rồi. Chết mày chưa? Rồi xong Tân Trẻ Châu. Chào câu tiền chứ. Rồi bây giờ không có tiền trả đi trả bồn cầu đi. Cái dạ. Tôi đập bàn phím bao nhiêu lần này bồn cầu kia kìa đấy. Vào mà trả. Bây giờ thế này này, bây giờ là mày vừa đập bàn phím của anh chủ nét này rồi. Mà anh chủ nét này giang hồ lắm, mày thấy xỏ bông tai này mày thấy chưa? Nhìn tóc tai này khác kiểu này thấy chưa đấy. Dạ. Bây giờ một là mày ăn đòn, hai là mày... Hai là trà. Hai là vô mày trà. Chịu nào? Rồi giờ chịu nào, suy nghĩ đi. Lên. Ngu nè. Đập bàn phím nè. Ta em chưa dám đập mày đập nữa. Chịu lên. Sợ dơ à? Mình đi chơi điện tử cũng lâu lắm rồi mà có giờ dám đập bàn phím đâu. Thằng này nó đập nhiều lắm rồi, nó muốn trả thôi. Ra đây để em trả tiền cho anh. Ra đây để em trả tiền, em bồi thường. Giờ là đâu ấy? Mày đưa tiền cho mày gì ạ?
mày chơi mày chịu sao lại tôi với mày trả? Em đợi em một chút xíu nhá. Mày đâu? Anh đợi em một chút xíu nhá. Rồi. Ê tôi mày, mày có tiền không cho tao mượn để trả ổng đi. Bao nhiêu? Mày hỏi tôi bao nhiêu? Bao nhiêu? 150. 150. Này 150 này. Đấy, trả cho ổng đi. Để chơi mà có chịu mới xâm bắt tay trả mày. Thì sao cho được khỏe nữa chưa? Dạ. Ok các bạn ơi, như vậy là mình và Tuấn Chở Châu là đã về tới nhà rồi. Hết như mày là hôm nay có tao ấy nhá. Không có tao là mày bị ở lại trà bồn cầu mỏi tay luôn con ạ. Cảm ơn nhá. Cảm ơn. Sau đi chơi gì mà đừng có đập phím đấy của người ta. Qua cái clip này mình muốn gửi gắm đến tất cả các bạn một điều, đấy là khi anh em đi chơi hay là đi ra bên ngoài á, ở chỗ công cộng thì anh em tuyệt đối không nên phá hoại tài sản của người khác để tránh những cái trường hợp xấu, những cái kết quả xấu nó xảy ra y chang như Tuấn Chở Châu hôm nay. Không kiềm chế được cơn tức giận đập bể bàn phím và cái kết mình bị mất 150. Ok thì nếu các bạn thấy clip hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye bye.